shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismin đại chiến nha. Thì tập ngày hôm nay á, mình chỉ chơi có một mình thôi. Đó. Các bạn YouTuber khác á thì đâu mất tiêu rồi các bạn ạ. Ui, ở đây chúng ta thấy được những cái rương của các bạn đó nè. Wow, Monster và tính người ta như thấy mình sợ quá, trốn mất tiêu rồi các bạn ơi. Ôi, bên đây nó có một cái giường cũng như là những hai cái rương của ai nữa các bạn ơi. Wow, có lò cũng như là bàn chế tạo nữa. Ủa, ông nào mà xịn sò quá vậy ta? Rồi thì chắc tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi tìm thêm những cái trái apricorn nè. Ui, và mình đã hết Ultra Ball rồi hả? Mình cũng chỉ còn có 5 cái viên kẹo thôi. Thôi kệ bạn ơi, tập ngày hôm nay á, tranh thủ đi luyện cấp cho Pokemon cũng như là bắt thêm mấy game mới nha. À, biết đâu mình khám phá được một cái em Legendary nào đó thì sao? Magic Cap hả? Đừng quên mình giết nó luôn nha các bạn ơi. Đó, bên này có một con Magic Cap nè. Ngon lành. Boss luôn đó các bạn à. Hy vọng mình có thể con được nó nha. Xài con gì nữa mà chơi nó ta? À, có cái con Swaggy mà. Tại vì nó khắc hệ các bạn ơi. Ồ, Magic Cap nó hệ thường mà ha. Không phải hệ nước đâu mà khắc hệ. Em boss này thì cấp 26 các bạn à. Mình sẽ xài chiêu Razor Leaf nha. Ồ, được nửa cây của nó rồi, ngon vãi. Làm một phát nữa các bạn ơi. Rồi, sắp hẹo nó rồi. Brain Box phát nữa luôn nha. Ồ, ngẫm củ tỏi luôn và nó cho mình một cái upgrade. Trời ơi, tưởng cho cái gì xịn sò chứ. Vậy cơ trưởng à. Để mình lên đây mình dứt luôn cái em Rattata luôn nha các bạn ơi. Chỗ này sẽ boss nhiều vãi trưởng ạ. Tiếp tục xài cái em Swaggy này nha. Rattata. Ui, nó đánh đau vậy. Rồi, không có xi nhê nó rồi các bạn ơi. Double hit phát coi. Ngậm củ tỏi mình luôn. Ây da, thiếp nó một phát các bạn à. Trợ mày một phát nè. Có vẻ cái chiêu này nó gây được sát thương khá là to đó. Hên quá, thiếp full của mình chưa chết. Rồi, bây giờ nó mới hẹo nè các bạn ơi. Đó, ngậm củ tỏi luôn rồi. Chuyển không biết ghetto và mình sẽ xài tackle tiếp tục nha. Ui, mạnh vậy. Mạnh như tôi nè. À, nó cho mình một cái power anklet các bạn ơi. Một cái khăn. Mấy cái này dùng để tăng những cái điểm EV cho Pokemon đó. Lại thêm một em boss nữa. Ôi, sao boss xuất hiện nhiều với chứng ạ. Rồi, bộ ngon lành này nhiên. Có con thi vua mà. Xích nữa thôi các bạn ơi. Ui, đau vậy. Đau vậy. Thiếp một phát nữa nha. Hên quá. Chưa chết được. Vậy mình sẽ đổi qua Wacky để mà cho nó khác hệ nha các bạn ơi. Em sợ kit này hình như là hệ nước thì phải. Ôi, gãy ngứa tôi hả? Razor Leaf nè. Ui, đánh đau vậy. Không có gãy ngứa đâu bạn ơi, đánh đau thiệt sự luôn đó. Razor Leaf phát nữa. Ui, không được rồi. Đổi qua thì vui là chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái chiêu thiếp này đi ha. Trộm cũng hay nè con. Ây da, đánh đau quá chứ nhở. Tắc cô nó. Mày nè. Nó cho mình hai cái cộng chỉ đó các bạn ơi. Phía bên này có thêm một cái nhà trung tâm hồi máu cho Pokemon nữa các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng đi qua thử coi nha. Ôi, có luôn một cái con Biryu kìa. Biryu Mega Shiny luôn. Wow, kinh khủng vậy. Ôi, cái này không còn gì luôn rồi. Còn gì hết trơn hết vậy. Ai lấy mất tiêu hết luôn rồi. À, con này mình chơi được nó không ta? Thử phát các bạn ơi. Có Skamori mà. Thử phát nè. Nếu mà đánh bại được nó, chúng ta sẽ được một cái đá Mega đó các bạn à. Cũng như một cái vòng tay Mega đó. Ây nè. Ui, gãi ngứa nữa hả? Không xin nhê nữa rồi. Ui, tí các bạn ơi. Ơi, không được rồi. Xài thi vun thử coi. Thiếp nó. Và đánh như con luôn các bạn à. Dragon Tail thử nha. Cũng không được luôn. Ui, nó mạnh vãi chưởng ạ. Razor Leaf. Ui, không một con nào trụ được hai đòn hết. À,
bên này lại có thêm một trainer nữa thì phải. Ui, level 3 rồi bạn ơi. Ăn hiếp mấy trainer này liền. À, có được cái con rat này luôn. Mới level 3 rồi đó bạn ơi. Nhìn xịn xò chưa? Rat với tôi. À, chết. Hình như mình còn khá là nhiều nhiệm vụ chưa làm nữa. Quên mất tiêu rồi. Fury attack thế nữa các bạn ơi. À, ngẫm liền. Fear nè, ngẫm luôn. À, bên này có một con... Con gì đây? Tauros hả? Giết thử con Tauros này nha các bạn ơi. Cấp 15 thôi. À, ngon ngon. E cutter nó không phát. Chắc nó không ngẫm đâu. Bắt em này các bạn ơi. Em này nhìn có vẻ khá là mạnh đó. Thay thế cái đội hình của mình liền. Đội hình của mình nó cũng hơi bị yếu một xíu. Rồi, vừa tầm rồi đó. Giờ quăng Pokemon ra thôi. Ôi, cái thời đại nào mà còn chơi Pokemon nữa. Khổ mấy chưởng à. Oh, không được các bạn ơi, cay vậy. Làm phép Pokemon nữa nha. Thôi hồi nãy mình có mua bon thêm đó. Không mua thêm lên xong rồi đó. Lần này thành công luôn kìa. Ngon chưa? Ôi, cái hiệu phép các bạn ơi. Ui, có trainer cấp 3 không hớt nữa. Gặp trainer này hoài vậy. Vẫn là con rat các bạn ơi. À, lần này gặp Pokemon khác nè. Litwick. Hai con Litwick luôn. Ôi ôi, sao đâu mà nhiều quá vậy. Rồi này có cái Pokechat nè. Và lấy thêm luôn các bạn ơi. Frostone hả? À đây có một con nè, Pichu các bạn ơi. Băng phải không? Đúng rồi, em này là Pokemon hệ băng đó. Và nó chưa có mô tả gì hết vậy. Nó không có description luôn. Em này cấp 26. Ui, cấp cao vậy. Ê, đừng có đi xuống luôn nha. Ơi, đi đâu vậy? Nó chạy lên tinh với chữ mất các bạn ơi. Sẽ bắt nó luôn nha. Thiếp nó nè. Đó, hên quá. Chưa hẹo nó. Làm cho xong cái nhiệm vụ này trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Bắt 15 em Pokemon hệ băng đó. Thiếp phát nữa nha các bạn. Ôi, ngon lành chưa. Giờ bắt nó luôn bằng Pokemon nè. Giờ phải xài Pokemon thôi nè. Khổ vãi chưởng ạ. Pokemon thành công luôn. Hên vãi. À, có một em Vanilla nữa. Vanilla. Còn em Tauros. Em tăng cơ cuối cùng các bạn à. Pokemon phát nữa đi. Chẳng lẽ mình phải bắt nó bằng Ultra Ball ta? Ui, thành công rồi nè. Ngon vãi. Hên các bạn à. Để chúng ta kiểm tra nhiệm vụ coi. Ờ, mình đã bắt được 2 em rồi đó. Còn 13 em nữa thôi. Cũng khá là ngon lành cành đào nha. Nhìn lại em của mình cấp thấp phải chưởng à. Razorleaf đó nha. À, được một xíu máu thôi. Nhưng mà câu ít như vậy á, chúng ta rất là dễ canh đam nha các bạn. Này thì Ritico đam. Rồi, bắt mày luôn một cái bon này con. Nhanh 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 nhanh. Nhanh lên nhanh lên. Nhanh để tôi đi bắt tiếp nữa nè. Yes. Chúng ta lại thêm một cái chiều mới cho con Thievul nè. Và chính xác hơn là thêm một em Pokemon mới. Pokemon băng nữa đó các bạn à. Đấy, dứt cái em boss này luôn nha anh em. À, đánh gãi ngứa tôi hả? Ui, mình cũng gãi ngứa nó nữa các bạn ơi. Này cấp cao quá, đánh không có xi nhê. Dạ. Mày nè. Ôi ôi, không xi nhê nó rồi. Mày nè. Ui. Ây da, chết queo luôn rồi. Dragon Tail đó nha các bạn ơi. Dragon Tail nè. Dragon Tail nó phát nữa nha. Chết queo đi. Nó cho mình một cái room service. Hai cái sugar berry và một cái da thỏ. Nhưng mà cái room service này làm cái gì vậy ta? Rất là lạ luôn. Đây là hình như vật phẩm mới của Gen 8 thì vậy. Mình cũng không biết luôn nha. Ai biết thì có thể comment ở phía dưới để cho mình biết nha.
Ôi bên đây có một con Seedot Shiny nè các bạn ơi. Uống ngon vậy. Mình mới TP qua cái chỗ này thôi. À gặp được gẻm luôn. Đâu rồi Seedot. Shiny nó khá là đẹp các bạn ơi. Cái nào nó đậm hơn rất là nhiều luôn nè. Hồi nãy mình có mở ra một cái quả Heavy Ball đó. Nhìn rất là hấp dẫn đó nha. Giờ mình đang đi về nhà để mà bán thêm những cái skill á. Chúng ta nhận được tiền để mà mua thêm ball đó các bạn ơi. Ơ, con này cấp 12 lận. Trâu quá ta. Fury áp sát đó các bạn ơi. Mày nè. Cấu được nó nửa cây không? 1/3 cái máu thôi. Ui, nó đánh Skarmory của mình như con luôn. Thôi, chúng ta không đánh nữa. Dừng lại, bắt luôn. Ây da, quăng lộn Heavy Ball nữa bạn ơi. Ui. Và thành công luôn. Đấy, cái chưởng hả? Quăng lộn rồi. Và chúng ta đã đạt được cái thành tựu Shiny Luna. Phía bên này có một con Charmeleon siêu tí hon các bạn ơi. À, Charmander siêu tí hon luôn nè. Và đây là Charmander của mình nè. Hôm nay thì kích thước chủng thì phải. Ồ, kích thước nhỏ hả? Em Charmander của mình thì kích thước nhỏ các bạn ơi. Dưới đây có một con Changmo. Chúng ta xuống kiểm tra coi thử nó cấp bao nhiêu rồi nha. Nó cấp 34 rồi nè, con này sắp tiến hóa rồi nè. À, bắt được con này mới là hay các bạn à. Sẽ canh bắt nó nha. Và chúng ta sẽ thay cái con Changmo khác các bạn ơi. Và nó đánh mình rất là đau luôn. Changmo. Chúng ta sẽ cấu máu nó từ từ các bạn ơi. Yes, và chúng ta đã bắt được em Changmo cấp 34 luôn. Mình có thể đổi cái em Changmo khác được rồi các bạn ơi. Ngon lành nha. Đây, để mình sẽ coi thử. Em này thì kích thước chuẩn, không cộng không trừ bất kỳ tỷ số nào cả. Cái em Changmo trong kia thì sao? Em Changmo này thì kích thước huge. Ui, con này có vẻ ngon lành hơn các bạn à. Đổi liền. Giờ thì mình sẽ phóng sanh em Changmo này nha. Chuyển qua Changmo cấp 34 chơi nó thôi. À, còn gì nữa không? Pikachu. Tập hôm nay có được Pikachu nè. Charizard nữa. Wow. Sẵn tiện thì chắc mình sẽ tiến hóa luôn cái em Changmo này nha các bạn ơi. Cấp 34 rồi. 34 là đủ để cho nó tiến hóa rồi đó. Dragon Tail mình nè. Ây da, kiếm chuyện với mình các bạn ạ. Ui, Changmo này chết queo luôn. Changmo, cho mày tiến hóa. Và em đang tiến hóa nè các bạn ơi. Nhìn xịn xò chưa? Ui, kế bên còn có một cái con Charmander tí hon nữa kìa. xịn nha. Và nó to lên nè. Nó đã biến thành con Hakamo rồi nha các bạn ơi. Và học được chiêu Sky Uppercut. Ui, Sky Uppercut nhìn khá là xịn xò đó. Và chúng ta sẽ cùng coi thử cái em Hakamo này khi nào tiến hóa nha các bạn ơi. Wiki Hakamo Evo. Cấp 45 nó sẽ tiến hóa một lần nữa nha. Em này thì mình không có thể cưỡi được các bạn ơi. Nhưng mà nhìn nó nè, rất là ngầu luôn nha. xịn liền. Thế là trong đội hình mình đã có được một em Pokemon cấp 35 luôn rồi nha các bạn. Quá là cao luôn. Này thì chấp mấy ông kia luôn rồi. Đây, khu chân gỗ của chúng ta các bạn ơi. Mình thấy được một em khỉ lửa rồi nè. Đây là Banshee nha các bạn. Bắt nó luôn, cấp 11 thôi. Để mình Fury Attack nó nha. Không chết được nó. Ui mà cấu nó khá là nhiều máu luôn. Xem chết nó luôn chứ. Thôi, nó đánh mình cũng rất là đau các bạn. Tại vì nó hệ lửa mà. Chim mình nó hệ sắt. Ý mình là có con Skarmory nó hệ sắt nha. Bỏ cái bên phép ơi. Ui, không được luôn. Wow, bắt khó quá vậy ta. Pokemon phát nữa các bạn ơi. Mình có nhiều bon để làm gì? Để bắt Pokemon chứ làm gì nữa. Ui, đi vào cái khu rừng rậm này á, nó rất hay bị giật lắc luôn. Và chúng ta đã bắt được em Banshee rồi nè. Nó lành liền. Wow, con gì bự quá vậy? Đây là Scorybit các bạn ơi. Bự vậy cả chưởng hả? Ôi, nó cấp nhiều quá. Cấp 30. Giật mày luôn, ngán mày à. Scorybit với tôi. Cấu nó ít máu quá vậy ta. Phải xài Fury Attack thử coi. Tại vì Skarmory của mình nó mới cấp 16 thôi. Hèn chi. Ít là phải rồi. Fury Attack mày nè.
À da, chết queo rồi. Chắc giờ mình sẽ bắt nó luôn bằng Ultra Ball nha. Mấy Pokemon cấp cao là cứ bắt bằng Ultra Ball hết các bạn ơi. Biết đâu bất ngờ. Đó, đúng rồi. Ui, Pokemon của mình lên cấp quá chừng luôn. Ồ, Charmander lên được cấp 14 rồi nè. Ui, nó sắp tiến hóa rồi các bạn à. Đây. Ui, cấp 40 luôn. Sky Uppercut thử coi. Ơ, không xài được. Lại phép nữa bạn ơi. Ồ, nửa cây máu chứ đâu có đùa. Giỡn với Hakamo của tôi hả? Xém hẹo luôn rồi kìa. Là một phép cuối cùng nha. Và ngụm của tới luôn rồi. Ôi, nó cho mình một cái viên kẹo nữa luôn. Ngon vậy. Đó là viên kẹo tăng cấp đó các bạn à. Bớt nữa các bạn à. Ây da. Chạy nhanh vậy trưởng ạ. Sky Uppercut tiếp nha. Chiêu này rất là mạnh luôn đó các bạn ơi. Ủa, một khúc máu luôn. À, nó xài chiêu gì vậy? Chiêu gì mà nhìn đẹp quá vậy ta? Mày nè, dãnh của tội. Ôi, nó lại cho mình một viên kẹo nữa. Ui, hôm nay hên vãi, được hai viên luôn các bạn à. Và như chúng ta đã trở về lại cái ngôi làng rồi nè. Ui, giờ tuyết nó rơi quá chừng luôn các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành cho Charmander lên cấp luôn nha. Đó, mới vừa được hai cái kẹo. Cho mày tiến hóa luôn. Ui, nó học được Dragon Ray nè. À, và em Charmander của chúng ta đã bắt đầu tiến hóa rồi nè. Charmander này không có được mập mũm mĩm như là cái em Charmander của thanh niên tính là tê anh em à. Charmander nhà nghèo. Đó. Và nó đã lên thành Charmeleon rồi đó. Ui, con này nhìn mặt lâm lâm sát khí vậy. Ừ, nhìn cái mặt nó chứ đâu phải nhìn ở dưới đây đâu mà. Nè các bạn ơi. Ồ, mặt nó căng thẳng vãi chưởng ạ. Thì chắc tập Bismarck đại chiến ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi nha các bạn ơi. À, tập sau á mình sẽ tiến hành xây dựng cái nền móng cho cái shop của mình nha. Ồ, để mà cạnh tranh với những cái shop của những cái thanh niên còn lại nha các bạn ơi. Hôm nay thì không có gặp tính NT cũng như là Monster rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.